Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin chăm sóc sức khỏe tới cho các bạn Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là hãy cùng nhau đi tìm hiểu về nguyên nhân gây rụng tóc hàng loạt ở chị em phụ nữ Người ta thì thường nói rằng là cái răng cái tóc là góc con người Như vậy thì chúng ta có thể đủ nhận thấy rằng là tầm quan trọng của mái tóc đối với chị em phụ nữ rồi đúng không? Một mái tóc óng mượt không khô sơ, không bị gãy, không bị dối luôn là vấn đề được nhiều chị em phụ nữ ao ước. Tuy nhiên trên thực tế thì có rất nhiều nguyên nhân xảy đến với chúng ta khiến tóc cho chúng ta bị rụng rất là nhiều cũng như là việc thậm chí là tóc rụng nhiều đến mức khiến nhiều chị em phụ nữ bị hói đầu. Vậy nguyên nhân gây rụng tóc này là gì? Cách điều trị ra sao? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về nguyên nhân đầu tiên nhé! Nguyên nhân đầu tiên của việc bị rụng tóc hàng loạt ở chị em phụ nữ đó là do rối loạn nội tiết tố khi nội tiết tố ở trong cơ thể của chị em phụ nữ bị đạt lên mức cao cũng như là testosterone tăng lên cao cùng với đó sẽ là triệu chứng đi kèm đó chính là rụng tóc hàng loạt những rối loạn này cũng gây ra mụn trứng cá và cản trở sự phát triển của tóc ở nam giới trong trường hợp này hãy nạp vào cơ thể các chất bổ sung như nutrafol cung cấp các nang khối xây dựng cần thiết để tóc khỏe mạnh hơn nguyên nhân thứ hai gây rụng tóc ở chị em phụ nữ đó chính là sinh con nhiều chị em phụ nữ thì nhận thấy rằng trong quá trình mang thai, tóc của họ trở nên dày hơn, dài nhanh hơn, cũng như là mượt hơn. Đó là bởi sự gia tăng hóc môn ở trong cơ thể trong quá trình mang thai của họ. Tuy nhiên thì sau khi sinh con, nồng độ hóc môn này giảm nhanh một cách chóng mặt đến mức cơ thể của họ chưa kịp thích nghi. Và tác dụng phụ của việc suy giảm hóc môn nhanh chóng này đó chính là việc rụng tóc với lượng hóc môn lớn rời khỏi cơ thể với tốc độ chóng mặt trong khi cơ thể của chúng ta vẫn chưa kịp điều chỉnh sự thay đổi này thì tác dụng phụ của nó chính là việc tóc của chúng ta rụng đi rất nhiều. Tuy nhiên rất may mắn là có nhiều phụ nữ đã lấy được lại mái tóc xinh đẹp của mình sau vài tháng sinh. Nguyên nhân thứ ba của việc gây rụng tóc đó chính là sử dụng thuốc tránh thai. Giống như việc mang thai, việc sử dụng thuốc tránh thai có thể gây rối loạn hóc môn ở chị em phụ nữ và từ đó thì dẫn đến việc là tóc của chúng ta bị rụng. Hóc môn làm gián đoạn sự phát triển tự nhiên của chu kỳ tóc, khiến chúng rụng nhanh hơn bình thường và trở nên yếu hơn. Nếu bạn hay bị rụng tóc, hãy sử dụng những loại thuốc tránh thai có nồng độ androgen thấp. Nguyên nhân thứ tư của việc gây rụng tóc đó chính là stress nặng. Và tất nhiên, stress thì ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh việc nó khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm xúc của chúng ta bị ảnh hưởng chi phối bởi stress căng thẳng, thì rụng tóc cũng chính là một trong những vấn đề mà stress gây ra. Căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến mức nội tiết tố, cụ thể là cortisol và sau đó gây rụng tóc. Chỉ cần bạn cố gắng giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống, mái tóc của bạn sẽ trở lại bình thường. Hãy kết hợp hoạt động như yoga hay thiền để giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống. Nguyên nhân thứ năm đó chính là sử dụng thuốc tây quá nhiều chúng ta thường nghĩ rằng khi chúng ta sử dụng kháng sinh hay là thuốc tây thì nó chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta thôi nhưng trên thực tế thì khi chúng ta sử dụng thuốc theo toa hay là trong thuốc có chứa nhiều nồng độ có chứa nhiều loại chất không tốt cho sức khỏe của chúng ta cũng như là không tốt cho cơ thể của chúng ta thì một trong những tác dụng phụ đầu tiên của thuốc đó chính là chúng ta bị rụng tóc nhiều loại thuốc theo toa có thể là thủ phạm gây ảnh hưởng đến các kích thích tố trong cơ thể thủ phạm thường xuyên chính là thuốc chống mụn trứng cá đặc biệt là những loại liên quan đến retinol hay còn gọi là vitamin a ngoài ra những loại kem chống lão hóa cũng có chứa retinol gây rụng tóc hãy tìm hiểu kỹ thành phần của các loại mỹ phẩm trước khi sử dụng lý do thứ sáu của việc chúng ta bị dụng tóc hàng loạt đó chính là lạm dụng hóa chất. điều này thì chắc chắn rồi đúng không? khi chúng ta uốn tóc, nhuộm tóc quá nhiều hay chúng ta sử dụng quá nhiều hóa chất lên tóc thì chắc chắn da đầu của chúng ta bị ảnh hưởng và từ đó thì tóc của chúng ta sẽ mọc chậm hơn. đồng thời là nó còn khiến cho tóc chúng ta bị yếu đi và dụng nhiều hơn. ngoài kiểu tóc thì việc bạn tạo kiểu quá nhiều với hóa chất trên tóc cũng gây hư hại cho tóc, có thể là nhuộm, uốn hoặc duỗi các hóa chất độc hại để tẩy, làm thẳng hay nhiệt sẽ gây hại, thậm chí tiêu diệt nang tóc. Ngoài ra, sử dụng các phương pháp điều trị trên tóc có thể dẫn đến rụng tóc và viêm nhiễm. Thứ bảy, đó chính là ít gội đầu. Mọi người thì thường cho rằng nếu như chúng ta gội đầu quá nhiều thì tóc của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, chẳng hạn như là bị khô sơ, gãy rụng. Nhưng trên thực tế thì nhiều nghiên cứu cũng như là các nhà khoa học đã chứng minh rằng chúng ta hãy gội đầu thứ hai đến 3 lần trên một tuần. Nhưng nếu chúng ta gội đầu quá ít thì các chất bụi bẩn sẽ bám lại trên da đầu của chúng ta, từ đó ảnh hưởng đến da đầu và khiến cho tóc của chúng ta bị rụng đi. Thứ 8 cũng như là nguyên nhân cuối cùng của việc dụng tóc hàng loạt ở chị em phụ nữ đó chính là thiếu sắt. Như mọi người đều biết, sắt là một trong những hợp chất quan trọng trong cơ thể của con người. Nó kích thích sự sản sinh hemoglobin trong máu, đồng thời là nó khiến cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn và tránh dẫn đến tình trạng thiếu máu. Trong trường hợp bệnh nhân thiếu sắt, sợi tóc của họ sẽ mỏng đi, dễ gãy rụng, thậm chí là tóc của họ còn bị rụng rất nhiều. Vì vậy, hãy khắc phục bằng cách bổ sung các thực phẩm có nhiều sắt. Vừa rồi là những nguyên nhân gây dụng tóc của chị em phụ nữ. Và hy vọng với những nguyên nhân mà Kiều Anh vừa nêu trên, thì mọi người đã hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của tóc của chúng ta, cũng như là cách chăm sóc để cho chúng ta có một mái tóc tuyệt đẹp hơn. Và hy vọng video clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm các thông tin về sức khỏe thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất, những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.